Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới, nhưng đồng thời cũng sẽ là những ngày mà chúng ta cảm nhận được không khí làm việc tấp nập đúng không ạ? Tôi phải dùng từ như vậy bởi vì là có quá nhiều những deadline này, có quá nhiều những cái thời hạn công việc mà chúng ta cần làm, thậm chí là những mục tiêu trong cuộc sống mà chúng ta đặt ra cho năm 2020, một năm đầy biến động. Và trong từ mục điểm báo sáng nay trên kênh VTC9, chúng tôi cũng xin được trích dẫn ra một số đầu báo các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tòa soạn báo in họ đã thực hiện rất nhiều những phản ánh hay là những bài bình luận chuyên sâu về đời sống, văn hóa, xã hội, kinh tế. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với một trong những câu chuyện được nhiều sự bàn luận nhất trong năm 2020. Đó là những bộ sách giáo khoa mới khi lần đầu tiên Việt Nam chúng ta thực hiện mô hình một chương trình nhiều bộ sách và đang trong quá trình thẩm định để chuẩn bị đưa vào giảng dạy cho năm học mới 2021-2022. Bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và các chuyên gia giáo dục. Một số ý kiến mang tính hiến kế được đưa ra nhằm rút kinh nghiệm từ những sai sót của bộ sách giáo khoa lớp 1 thời gian vừa qua. Báo Phụ nữ Việt Nam trang 6 có bài Giáo viên, chuyên gia giáo dục hiến kế thẩm định sách giáo khoa xin trích đọc cùng quý vị. Nói về việc thẩm định sách giáo khoa mới, chuyên gia giáo dục Giáp Văn Dương thẳng thắn cho rằng quy trình thẩm định phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, tuyệt đối không nể nang khi đối thoại với nhóm tác giả. Theo ông Dương, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là trình độ chuyên môn và tinh thần làm việc trách nhiệm cầu thị của các tác giả. Thứ hai là tiến hành giải thực nghiệm sách đúng và đủ, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thảo. Thứ ba là việc thẩm định phải được tiến hành công tâm khoa học bởi các chuyên gia uy tín và am hiểu giáo dục cuối cùng lấy góp ý của giới chuyên gia ngoài nhóm tác giả và hội đồng thẩm định để có cái nhìn đa chiều hơn. Nhóm nói về sạn của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng việc phải thẩm định lại sách giáo khoa tiếng Việt đặt trách nhiệm của hội đồng thẩm định cũ và một hội đồng khác sẽ đánh giá độc lập lại bộ sách. Theo ông Lâm, trách nhiệm của hội đồng thẩm định phải xem xét lại mình, không ai làm thay được sẽ có một bộ phận khác đánh giá một cách độc lập khách quan trước khi thẩm định các tác giả và nhà xuất bản phải đưa sách cho khoa lên mạng để lấy ý kiến công luận. Và quý vị thân mến, một trong những thông tin đang được người dân tại thủ đô quan tâm, đặc biệt là trong vòng 3 ngày qua thì đã có nhiều tài xế phải nhận những cái tờ giấy nhỏ xin được dán ở trên những cái kính xe ô tô của mình và đó chính là những cái thông báo phạt nguội đối với ô tô dừng và đổ trái phép trên đường phố. Và cũng sau 3 ngày Hà Nội triển khai việc dán thông báo này thì đã có rất là nhiều các phương tiện vi phạm bị xử lý và dán thông báo, mặc dù quy định này đã được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí trước đó. Và liên quan đến vấn đề này thì trên báo Phụ Nữ Việt Nam trang 15 có bài viết Hà Nội gián thông báo phạt nguội xe ô tô cần triển khai liên tục và cụ thể thì theo bài báo cũng đã trích đọc những ý kiến của thiếu tá Đào Việt Long phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội. Hiện tại cả hai hình thức phạt nguội mà cảnh sát giao thông Hà Nội đang áp dụng đều tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thứ nhất là công an thành phố Hà Nội đã thực hiện việc xử lý vi phạm giao thông qua dịch vụ công, tức là trong một số trường hợp, người dân không cần đến tận trụ sở công an để giải quyết vi phạm, căn cứ vào những hành vi xử phạt hành chính nếu không bị tạm giữ giấy tờ, không bị thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì có thể thông qua dịch vụ công để nộp tiền phạt trực tiếp tới kho bạc qua hệ thống ngân hàng. Với những trường hợp người vi phạm bị giữ giấy phép sau khi nộp phạt, hết thời gian tạm giữ bằng, người dân có thể sử dụng dịch vụ phát chuyển nhanh của bưu điện để nhận bằng tại nhà mà không cần đến tận trụ sở công an. Đây cũng là điểm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. So với cách xử lý truyền thống thì việc dán thông báo tiết kiệm thời gian cho lực lượng chức năng và người vi phạm rất nhiều. Đây cũng là điều mà thiếu tá Đào Việt Long nhấn mạnh. Và cụ thể quý vị có thể tìm đọc trên báo Phụ nữ Việt Nam trang 15. thưa quý vị và các bạn dù chủ xe và khách thuê đã có thỏa thuận thậm chí đưa vào hợp đồng về việc bên thuê phải chịu các khoản nộp phạt vi phạm giao thông trong quá trình thuê xe bao gồm cả phạt nguội nhưng mà trên thực tế thì khi thông báo phạt nguội gửi về khách thuê lúc này đã trả xe và chủ xe gặp rất nhiều khó khăn khi tìm khách để mà đòi lại cái tiền phạt nguội báo giao thông 111 11 đăng bài chủ xe cho thuê mượn nơm nớp lo dính phạt nguội chúng tôi xin được trích đọc thông tin này cùng quý vị theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, cùng với sự phát triển của công nghệ, phạt nguội vi phạm giao thông sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa. Thực tế này đang làm nảy sinh rất nhiều vấn đề giữa những người cho thuê xe và những người đi thuê xe, cũng như các tình huống cho mượn xe để đối phó với tình trạng xe cho thuê bị phạt nguội các cơ sở cho thuê đã tạo thêm một số điều trong hợp đồng song việc tìm khách thuê xe để đòi tiền phạt nguội rất khó khả thi vì nhiều lý do khách quan như là người thuê xe rời bỏ nơi cư trú thay số thẻ căn cước thay số điện thoại luật sư hậu nói theo luật sư hậu để tránh tình trạng các chủ xe cho thuê mượn xe phải nộp phạt nguội thay cho người khác cần đồng bộ các giải pháp như là hợp đồng thuê xe phải chặt chẽ cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt nguội sớm cập nhật nhanh lên hệ thống cơ sở dữ liệu về xe vi phạm giao thông để người dân có thể tra cứu giải pháp lâu dài vẫn là lực lượng chức năng thông báo cập nhật sớm vi phạm phạt nguội lên trên hệ thống và thưa quý vị khi tham gia giao thông thì việc uh, xảy ra mâu thuẫn là việc mà chúng ta thường thấy. Uh, tuy nhiên thì cách ứng xử nó phù uh, hợp cũng như là nó tùy thuộc vào mỗi uh, một uh, chủ của phương tiện giao thông và có thể nói rằng trong những cái ngày cuối năm như thế này với cái sự tất bật đi lại trên đường phố thì uh, chúng ta không khó để bắt gặp những hình ảnh mà những người tham gia giao thông uh, gây mâu thuẫn, chửi bới nhau, nặng thì lao vào ẩu đả hành hung và thậm chí là dẫn đến những cái tình huống gây ra chết người. Và điều đáng lo là hiện tượng này lại đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Điển hình nhất là các vụ việc vừa xảy ra tại Bình Dương và Tây Ninh. Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng kể trên và cần làm gì để có thể dẹp bỏ tận gốc thói ứng xử côn đồ, thể hiện sự xuống cấp đạo đức đáng báo động này. Trên báo giao thông trang 1 và trang 2, trang 3 có đăng bài viết với tựa đề Ngăn thói côn đồ sau va chạm giao thông. Cụ thể thì bài báo đã trích lượng những ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thiền là chuyên gia nghiên cứu tội phạm học với việc sử dụng vũ lực khi xảy ra va chạm giao thông thời gian gần đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân thứ nhất là do nền tảng nhận thức về pháp luật ý thức trách nhiệm công dân của một số người còn thấp thứ hai đó là tâm lý khi va chạm giao thông nhiều người luôn luôn cho mình là đúng đó là một trong những yếu tố khiến va chạm nhỏ cũng dẫn đến những cuộc ẩu đả không đáng có thứ ba là một số người khi va chạm giao thông muốn dùng bạo lực như một dạng phủ đầu đối phương thứ tư là bị kích động bởi tâm lý đám đông ra oai với mọi người tất cả hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết va chạm giao thông đều dẫn đến hậu quả bất lợi cho cả hai bên, nhẹ thì bị xã hội tẩy chay, lên án, nặng thì bị xử phạt hành chính và nặng nữa thì có thể bị xử lý hình sự. Theo ông Thịnh thì giải pháp để hạn chế việc này là đầu tiên những người tham gia giao thông cần phải tuân thủ nghiêm luật lệ, tiếp đến là người tham gia giao thông cần phải biết kiềm chế và ứng xử văn minh nếu không may xảy ra va chạm. chúng ta vừa nghe một số ý kiến trao đổi trên các mặt báo từ các chuyên gia liên quan đến văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông nói chung và đặc biệt là khi xảy ra những va chạm từ những va chạm không may cho đến những va chạm do ý thức thực sự quá kém, không tôn trọng chính mình và người khác. Tuy nhiên nói gì thì nói, tất cả những hành vi bạo lực hay là những ứng xử mà chúng ta thấy hàng ngày, đặc biệt là ở các đô thị lớn, nó nói gì thì nói nó vẫn xuất phát từ yếu tố giáo dục hay nói cách khác là cái phong văn hóa của mỗi người đúng không ạ? Bởi vì dù chúng ta có khuyên là hãy tham gia giao thông một cái ý thức đi, nếu mà gọi là có ý thức thì tại sao rất nhiều trường hợp trên thực tế thì chúng ta thấy là họ vẫn di chuyển một cách bình thường nhưng chỉ khi xảy ra một vài cái va chạm những cái va chạm này tác động vào lòng tự trọng hoặc là tác động vào ý thức đánh giá của mình về người khác thì chúng ta mới thấy là lúc đấy đâu mới là bản chất bạo lực ở trong từng người đúng không ạ À, dạ vâng à. À, tuy nhiên thì có lẽ rằng chúng ta vẫn thấy rằng những cái câu chuyện này xảy ra phần lớn là ở cánh mày râu Mặc mà dù ở đây không có sự phân biệt nha, nhưng mà rõ ràng với chị em phụ nữ chúng tôi mà lỡ có va quệt đi chăng nữa Thì thôi, một người mà có lớn tiếng thì người còn lại cũng cố gắng mà nhường nhịn để mà chúng ta lưu thông à, Rõ ràng rằng là chúng ta phải biết rằng là nếu như mà chúng ta không cẩn trọng thì đôi khi tai họa sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào thậm chí có trường hợp như chúng ta thấy là ví dụ bình thường khi va chạm với nhau thì chưa chắc đã ngay lập tức sẽ xảy ra va chạm nhưng một câu nói thôi đúng không ạ yeah. một câu nói thôi ví dụ như là hai người đã đi ngang qua nhau rồi va chạm rồi chỉ cần là thôi thì rút kinh nghiệm quay đi, thì là có một người trong hai người đó quay lại nói một câu có thể hơi tục tiểu này hoặc có thể là hơi khích tướng đối phương yeah. Cái điều này thì xảy ra ở cả hai giới đấy ạ à, Như Nguyên bảo nhìn thấy đấy Và yeah, sau yeah. đó thì nhảy ra là đi qua nhau rồi thì phải là quay xe lại để mà đập nhau một trận yeah. để mà thả cái cơn giận hoặc là cảm thấy là mình bị xúc phạm từ lời nói của đối phương Cho nên cái việc kiềm chế bản thân mình đây là điều mà bảo phải nói với lòng hoài anh là bảo làm rất khá là tốt khi tham gia giao thông ở trên đường à, dù là mình à, sai hay mình đúng thì quả thực là lúc đấy mình cũng thấy là quá hỗn loạn rồi và dạ. nếu mà chúng ta chặn nhau lại thì cũng không giải quyết được vấn đề dạ. gì chắc là anh nguyên bảo anh thấm thiết câu nói của ông bà là một điều nhịn là chính điều lắm à. và bản thân chúng ta khi mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống thì đúng là chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó ngày càng rõ hơn nhất là khi mà cái thời điểm cuối năm như thế này rồi một năm vừa qua tất cả mọi người đều đã rất vất vả đều đã rất khó khăn rồi ai cũng có nỗi khổ của mình ai cũng có nỗi khó của mình cho nên là khi mà chúng ta lưu thông trên đường cố gắng hãy uh, giữ vững tay lái của mình hãy bình tĩnh lưu thông thật là nhẹ nhàng để mà mọi việc nó cũng sẽ đến với chúng ta trong cái sự nhẹ nhàng bởi vì nếu như mà bản thân chúng ta mà uh, cơ thể của chúng ta có sự trầy xước hay là tâm lý của chúng ta có cái sự bất ổn thì cái việc mà xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát này nọ thì rõ ràng rằng người thiệt vẫn là chúng ta nhất bởi vì ở phía trước vẫn còn rất là nhiều việc đang chờ đợi chúng ta đúng không ạ hoàn toàn chia sẻ với hoài anh bây giờ đã là những ngày cuối năm rồi ai cũng có những khó khăn của mình trong những năm mà có thể nói là quá nhiều biến động. Chúng ta thấy là những thiệt hại về kinh tế của Covid-19 trong năm 2020 đã vượt qua rất nhiều rất nhiều những cuộc khủng hoảng trước đây, ví dụ như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008-2009. Bây giờ quy mô của nó quá nhỏ so với những gì mà toàn cầu đang đối mặt. Và với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hoạt động đa biên thì đây lại là một trong những thử thách rất lớn và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin này, trước thực trạng thiếu container rỗng và các loại phí vận chuyển tăng cao. Ngày 18 tháng 12, Thưa quý vị và các bạn, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và Cục Hàng hải Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì tổ chức cuộc họp về giải pháp đối thoại với việc tăng giá, phù thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển. Doanh nghiệp vận tải biển phải có trách nhiệm chia sẻ khó khăn về giá phí. Bài viết này xuất hiện trên trang nhất và trang bốn báo công thương, cũng là nội dung kết luận của cuộc họp này. Chúng tôi xin chết đọc cùng quý vị. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan lặng quản lý nhà nước, Hiệp hội ngành nghề chia sẻ khó khăn do tình hình dịch Covid-19 tác động đến các hãng vận tại biển. Nhưng vấn đề tăng giá còn nhiều điều có phải xem xét lại. Theo ông Nguyễn Tương, là phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, cước tàu biển rất cao, thậm chí là có thể nói là cao chủ yếu là phần phụ phí. Phụ phí là vấn đề nhức nhối của các hãng tàu Việt Nam khi phụ phí có thể lên đến 400 đến 500 đô la Mỹ một container. Trong lúc khó khăn như thế này, các hãng nên chia sẻ phụ phí với doanh nghiệp và khi nào làm ăn tốt lên thì sẽ thu phụ phí sau, đề xuất của ông Tương. Còn ông Trần Thanh Hải là phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, ngay sau cuộc họp, Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp với Cục Hàng hải báo cáo lãnh đạo hai bộ, báo cáo chính phủ việc đây sẽ là hiện tượng không thể chấm dứt ngay ảnh hưởng mạnh đến xuất nhập khẩu do đó các cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi sự phối hợp từ các hãng tàu để góp phần ổn định tình hình không để tình trạng giá tàu nhảy múa như hiện nay Và có thể thấy rằng sự khó khăn do Covid-19 mang lại ở tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề và đặc biệt là đối với những người công nhân khi mà giờ đây trong những cái ngày cuối năm như thế này nỗi niềm mong chờ nhất đó chính là tiền lương thưởng ngày Tết như thế nào. Và thưa quý vị, trên báo Lao động Trang Nhất và Trang Năm có bài viết với tựa đề Nỗi niềm công nhân khu công nghiệp dịp cuối năm, mong doanh nghiệp có đơn hàng, người lao động sẽ thêm tiền thưởng Tết và cụ thể thì bài báo này cũng đã chia sẻ một cái thực trạng về tình hình các công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong đầu giờ chiều thứ sáu khi mà các giải trọ cho công nhân thuê tại khu công nghiệp này vắng lặng. Hầu hết các phòng đều cửa đóng then cài. Người dân ở đây cho hay nếu không đi làm thì các công nhân đều đang ngủ vùi trong phòng để lấy lại sức sau những giờ làm việc mệt mỏi nơi nhà xưởng. Theo khảo sát của các phóng viên báo Lao động, đến thời điểm này thì nhiều công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong vẫn chưa nhận được thông báo thưởng Tết từ công ty. Tuy vậy theo dự đoán thì họ sẽ nhận được một tháng lương thứ 13. Một nữ công nhân của một công ty điện tử tại đây cho biết, mỗi năm thì công ty thưởng Tết như sau, người mới vào làm được thưởng 4 triệu đồng, người có thâm niên hơn thì thêm được vài trăm nghìn đồng ngoài ra công ty còn tặng quà như là son nồi bánh kẹo nhưng năm nay công ty có vẻ ít việc hơn so với mọi năm nên không biết mức thưởng có thấp hơn năm trước không và theo một chủ nhà trọ tại khu công nghiệp Yên Phong thì mỗi năm khu họ trọ của bà Kính phòng còn năm nay thì đang bị trống 10 phòng. Nhiều công nhân kêu năm nay ít việc hơn, thu nhập giảm hơn, nhiều người còn nghỉ việc và chuyển đi nơi khác và có lẽ đây là năm mà công nhân gặp nhiều khó khăn nhất trong những năm gần đây. Và đây có lẽ là một cái thực trạng mà không phải chỉ ở khu công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh đúng không ạ? Tôi nghĩ là đối với những người công nhân họ rất là ít có thời gian và khả năng để nâng cao thu nhập của mình ngoài một thu nhập duy nhất đó là đi làm thuê cho các khu công nghiệp. Còn với tất cả các lĩnh vực trong năm vừa qua thì để chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 cho nên là cuối năm này mà gọi là chúng ta có quà thưởng Tết cũng đã là may mắn đối với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng rằng là nhiều doanh nghiệp thực ra mà nói chủ yếu là hoạt động kinh tế ở trong nước thì chúng ta cũng cố gắng là chúng ta có một sự chia sẻ nhất định với người công nhân với người lao động à, còn với những doanh nghiệp nào hoạt động nhiều về logistics hoặc là xuất nhập khẩu thì đúng là năm vừa qua quá khó khăn vì vậy cho nên tôi tin rằng lúc này ban lãnh đạo của các công ty cùng với công đoàn đang nỗ lực hết sức để chúng ta phải có thưởng Tết thưa quý vị bởi vì là động viên thì phải đi kèm với lợi ích thì người ta mới có thể có thêm nhiều những cái động lực cho công việc của mình và đây là điều mà nguyên Bảo Hoa Anh hay là bất cứ ai vào tiền cuối năm như thế này chúng ta rất mong đợi Dạ vâng ạ, à. và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho một điểm báo của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng nếu như quý vị quan tâm, chúng ta có thể theo dõi lại trên fanpage chính thức của chương trình tại địa chỉ Facebook kênh VTC9.